Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hội đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, luật giao dịch điện tử được ban hành từ năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoạt động dân sự, kinh doanh thương mại, À, tuy nhiên luật này đã tồn tại 17 năm, đứng trước nhu cầu của nền kinh tế cũng như là sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ nên đã bộc lộ những bất cập hạn chế. À, trước thực tế đó thì luật giao dịch điện tử sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, à, được kỳ vọng sẽ giải quyết được những vướng mắc tồn tại tạo môi trường pháp lý minh bạch, à, tháo gỡ các trào cản giúp doanh nghiệp chuyển đổi số và hoạt động hiệu quả và trong chương trình hỏi đáp pháp luật hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai, à, luật sư Vũ Duy Nam à, đến từ đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thay đổi này. Dạ vâng, à, trước tiên xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. À. Vâng, xin chào MC Thanh Lâm, chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa luật sư, à, luật giao dịch điện tử đã được chính thức Quốc hội thông qua và chúng ta thấy là trong luật sửa đổi lần này thì đã có nhiều điểm mới. Về tổng quan thì ông đánh giá như thế nào ạ? À? À, vâng, à, thực tế mà nói, luật giao dịch điện tử năm 2005 khi đi vào hoạt động suốt 17 năm qua đã phát huy được rất nhiều vai trò của nó. Tuy nhiên thì suốt thời gian dài thì nó cũng bộc lộ những bất cập nhất định. Chính vì vậy thì Quốc hội đã thông qua Luật giao dịch điện tử số 20 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. À về tổng quan Luật giao dịch điện tử năm 2023 thì có 8 chương và 53 điều đã bổ sung, sửa đổi 33 điều so với luật cũ đồng thời bãi bỏ 27 điều và bổ sung thêm 26 điều mới. Đây là một cuộc cải cách rất lớn đối với việc làm luật giao dịch điện tử đảm bảo nó đi sát với thực tế và giải quyết được những vướng mắc tồn tại của xã hội đang gặp phải cũng như sẽ giải quyết được những câu chuyện của tương lai mà chúng ta sẽ sẽ, sẽ thực hiện vậy dạ. vâng chắc là bây giờ xin mời luật sư nam hãy giải thích rõ hơn về giao điện tử bởi vì ông biết là có khá nhiều khán giả đang xem đài thì họ vẫn chưa hình dung rõ uh, giao dịch điện tử là gì về cái khái niệm của nó và không biết là họ có thuộc uh, đối tượng điều chỉnh của luật này hay không ạ à. à, vâng cảm ơn cảm ơn mc thanh lâm thực tế là gì chúng ta hiểu một cách đơn giản về giao dịch điện tử là cái việc chúng ta chuyển từ việc giao dịch trên môi trường thực sang môi trường số có nghĩa là thay vì lâu nay chúng ta mua bán là chúng ta phải gặp nhau để chúng ta trao đổi hàng hóa mua bán ký kết hợp đồng thì chúng ta chuyển sang giao dịch trên môi trường số có nghĩa là ví dụ đơn giản nhất là chúng ta mua hàng trên mạng đó cũng gọi là giao dịch điện tử chúng ta thực hiện những cái công việc thủ tục hành chính thông qua internet thông qua mạng thì đó cũng được gọi là giao dịch điện tử. À. Dạ Vâng à, ngay bây giờ thì luật sư có thể chia sẻ về những cái điểm mới của luật giao dịch điện tử sửa đổi à, gồm những nội dung nào? Vâng à, như tôi đã trình bày đó là gì luật giao dịch điện tử à, năm 2023 đã sửa đổi gần như là cơ bản rất nhiều các điều luật chính vì vậy những điểm mới của chúng ta ở đây là rất nhiều tôi xin chia sẻ một vài điểm mới thứ nhất là luật giao dịch điện tử À, năm 2023 đã không quy định về nội dung về điều kiện của giao dịch điện tử mà chỉ quy định về việc thực hiện giao dịch điện tử à, nội dung và điều kiện của giao dịch điện tử nội, nội dung và điều kiện của giao dịch thì chuyển sang cho luật chuyên ngành. để mới thứ hai đó là chuyển à, việc chuyển đổi giữa văn bản giấy và văn bản điện tử à, việc chuyển đổi giữa văn bản giấy và văn bản điện tử hiện nay chúng ta vẫn đang à, thực hiện nhưng chưa có luật để điều chỉnh à, với việc luật mới ra đời sẽ giải quyết được những câu chuyện về làm sao đó tính pháp lý của việc chuyển đổi giữa văn bản giấy và văn bản điện tử à, và chiều ngược lại từ văn bản điện tử sang văn bản giấy thứ ba đó là liên quan điểm mới là quy định rõ hơn về việc là gì là những hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử. Nhà những hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử đây là một uh, vấn đề rõ hơn chứ không phải là không có. Trước đây luật giao dịch điện tử năm 2005 đã có rồi nhưng mà luật giao dịch 2023 thì quy định rõ hơn để giúp cho việc thực thi của chúng ta được thuận lợi hơn, được dễ dàng hơn. Và tiếp theo đó là quy định về trách nhiệm của cái cơ quan chủ quản cơ quan chủ quản của các hệ thống thông tin à, trước đây thì à, cái trách nhiệm nó chưa rõ ràng nên cái việc vai trò và cái trách nhiệm của họ không cao chính vì vậy đối với luật mới họ quy định rõ hơn thì sẽ giúp cho trách nhiệm của cơ quan chủ quản được nâng lên một cái tầm mới thứ ba là quy định à, về cái cơ quan đầu mối à, liên quan đến giao dịch điện tử cụ thể ở đây là bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước chính phủ về các cái quản lý các giao dịch điện tử riêng đối với bộ trưởng bộ quốc phòng thì chịu trách nhiệm liên quan tới à, các vấn đề liên quan đến chữ ký của à, về về về, về chữ ký số công cộng. À, à, đây là những cái điểm mới mà chúng ta thấy rõ. Còn một điểm mà à, thực ra lần đầu tiên được đưa vào luật, à, tôi xin chia sẻ thêm đó là liên quan đến câu chuyện là các cái giao dịch tin cậy. À, đây là một cái cái điểm rất là mới dịch vụ tin cậy. Dịch vụ tin cậy đơn giản chúng ta hiểu là gì? Là dịch vụ về việc chứng thực uh, chữ ký, dịch vụ xác định mốc mốc thời gian, uh, dịch vụ chứng thực uh, chữ ký số điện tử. À, chúng ta có thể nghe rất là mới về cái từ dịch vụ tiên cậy này nhưng mà khi mà luật đi vào cuộc sống thì đây là một ngành nghề mới à, và theo quy định của luật thì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đương nhiên chúng ta cũng phải chờ đợi à, hướng dẫn chi tiết của chính phủ về cái việc trình tự thủ tục thành lập À, à các cái doanh nghiệp mà thực hiện cái dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng với việc mở ra các dịch vụ như là dịch vụ chứng thực về mặt thời gian sẽ giúp cho các giao dịch của chúng ta đủ độ tin cậy và đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Dạ vâng. À, À, điểm mới của luật giao dịch điện tử sửa đổi là bổ sung quy định về giá trị pháp lý của việc chuyển đổi giữa bản giấy và bản điện tử, à, quy định về chứng thư điện tử, mở rộng đối tượng điều chỉnh, à, cụ thể như thế nào thưa luật sư? À vâng, ở đây chúng ta thấy rằng à, thứ nhất tôi cũng đã chia sẻ về việc chuyển đổi giữa văn bản giấy và văn bản điện tử. Việc chuyển đổi này thì à, giống như trước đây của chúng ta chúng ta thực hiện và chúng ta chưa có cái luật điều chỉnh dẫn đến rất khó cho à, khi thực thi là liệu là cái bản giá trị đó nó có giá trị pháp lý hay không? nhưng hiện nay khi luật giao dịch điện tử năm 2023 ra đời thì sẽ đã giải quyết được vấn đề đó là gì? À, luật khẳng định rằng cái giá trị pháp lý của các văn bản chuyển từ văn bản giấy sang văn bản điện tử là giá trị không thể chối bỏ. Đơn giản là gì? Nếu như thực hiện các thủ tục theo quy định của luật thì đương nhiên được được thừa nhận. À đối với à, các chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử đơn giản là gì? Chứng thư điện tử là các cái bằng cấp chứng từ uh, giấy tờ xác nhận của cơ quan nhà nước uh, cấp và uh, khi mà chứng thư điện tử này được uh, thừa nhận giá trị pháp lý khi nào? Khi nó đáp ứng các điều kiện theo luật định. Cụ thể đó là nó đáp ứng được điều kiện về việc là gì? Thứ nhất là phải do cơ quan nhà nước cấp và có chữ ký số của cơ quan nhà nước ở trên đấy. Thứ hai là có thể truy cập để uh, kiểm tra để sử dụng một cách toàn vẹn thì giá trị pháp lý của chứng thư điện tử này vẫn được đảm bảo. À, thứ ba là đối với việc à, MC Thanh Lâm có đề cập tới cái việc mở rộng cái phạm vi điều chỉnh của luật giao dịch điện tử thì đúng như luật giao dịch điện tử năm 2005 thì phạm vi điều chỉnh của nó đơn giản chỉ là cái việc là à, chỉ áp dụng đối với tổ chức cá nhân cơ quan à, lựa chọn giao dịch điện tử. Còn đối với luật giao dịch 2023 thì áp dụng đối cũng là tổ chức cá nhân cơ quan nhưng mà nó là trực tiếp giao dịch điện tử và những người liên quan. Đấy, chúng ta đã mở rộng cái khái niệm về những người liên quan. Ở đây cũng phù hợp với thực tế thôi, bởi vì là tất cả các giao dịch của chúng ta đều phải tồn tại, phải có những cái khi giải quyết ví dụ chẳng hạn giải quyết tranh chấp chẳng hạn thì buộc phải đưa những người liên quan vào để giải quyết. Vậy khi luật điều chỉnh được thì sẽ giúp cho điều chỉnh một cách toàn diện hơn, phạm vi rộng hơn và đảm bảo được cái việc thực thi một cách tốt hơn. Đã. Dạ. vâng. À, thông qua những điểm mới mà luật sư vừa thông tin thì à Luật sư nghĩ là cái điểm nào đang rất là bám sát với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển của giao dịch điện tử hiện nay? Ạ? À vâng, à, đối với việc à, khi nói về à, những điểm bám sát với giao dịch điện tử, chúng ta có thể kể tới đầu tiên đó là như tôi trình bày đó là liên quan đến việc chuyển đổi giữa văn bản số và à, văn bản giấy theo chiều ngược lại từ văn bản giấy sang văn bản số. Đây là một cái nhu cầu hết sức cấp thiết của xã hội. Tuy nhiên à, chưa à, được luật điều chỉnh và luật 2023 đã giải quyết được vấn đề đó. Đó là giá trị pháp lý của việc chuyển đổi giữa các các loại hình này. Thứ hai đó là sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước, các dữ liệu của cơ quan nhà nước. Liên quan đến việc kết nối này thì chúng ta sẽ đảm bảo được gì? Thực hiện các cái thủ tục một cách nhanh chóng hơn, à, dễ dàng hơn và không phải mất quá nhiều thời gian. Bởi vì các dữ liệu của chúng ta đã được kết nối chúng ta không phải đi từng cơ quan để mà xác nhận các cái vấn đề nữa mà chúng ta chỉ cần tới một cái cơ quan chúng ta cần làm thủ tục họ chỉ cần sử dụng cái căn cước của chúng ta cái số căn cước công dân của chúng ta hay là mã định danh của chúng ta đấy thì họ sẽ kiểm tra được toàn bộ cái quá trình như vậy vậy khi dữ liệu được kết nối nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho người dân Thứ ba chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hơn cái điểm bám rất sát vào cuộc thế đó là vào cuộc sống đó là gì? Đó là chúng ta đã quy định về cái hình thức xác thực khác. À, thay vì chúng ta sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử thì chúng ta có một hình thức mới trong luật 2023 đó là hình thức xác thực khác mà cụ thể chúng ta dễ dàng nhìn thấy đó là những mã OPP hoặc là SMS hoặc là xác dụng bằng vân tay. Những cái này chúng ta đang sử dụng uh, trong hệ thống ngân hàng khi chúng ta thực hiện việc chuyển khoản hoặc khi chúng ta làm các thủ tục. Nhưng mà um, luật chưa có điều chỉnh và hiện nay luật điều chỉnh giải quyết được cái câu chuyện bức bách giải quyết được câu chuyện nóng nhất là câu chuyện về việc làm sao để xác thực được các giao dịch à, xác thực được cái người đấy đồng ý thực hiện cái giao dịch đó à, và điểm rất bám rất sát vào thực tế nữa mà tôi muốn chia sẻ đó là liên quan đến việc là gì giao trách nhiệm cho cơ quan chủ quản yeah. à, cơ quan chủ quản của hệ thống thông tin uh, họ đóng vai trò rất lớn à, ví dụ như đơn giản câu chuyện là chúng ta có thể nhìn thấy là uh, Facebook hiện nay đang phát triển rất mạnh đấy, à, uh, zalo cũng đang phát triển rất mạnh nhưng mà vậy facebook họ phải quản lý được cái người dùng họ đăng nhập những đăng những cái thông tin phù hợp à, và nếu họ không quản lý được việc đó thì trách nhiệm giao cho họ họ phải chịu trách nhiệm về việc đấy à, họ phải đảm bảo được rằng cái những cái thông tin đưa lên là phù hợp với quy định của pháp luật đây là một việc sẽ siết chặt hơn và các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin họ phải có trách nhiệm họ phải có nghĩa vụ ra soát lại, kiểm soát lại chính sách của mình, thậm chí là đào tạo hệ thống nhân viên làm sao để cho cái việc giao dịch trên cái môi trường của họ được tốt nhất, thuận tiện nhất, an toàn nhất. Yeah. Dạ vâng. À, khi luật giao dịch điện tử sửa đổi mở rộng phạm vi ở hầu hết tất cả các lĩnh vực của đời sống, à, vậy làm sao? chúng ta có thể đảm bảo được an toàn của thông tin cá nhân ạ. À. à. vâng, đây cũng là một vấn đề rất hay mà khi mà luật giao dịch điện tử năm 2023 đưa vào bàn ở nghị trường quốc hội thì có rất nhiều băn khoăn. Vậy thì chúng ta làm sao đấy để, để bảo đảm được các cái thông tin cá nhân được an toàn nhất À, mà không bị ảnh hưởng trong khi đó chúng ta vẫn chúng ta thấy rằng giao dịch điện tử là một việc tốt yeah. à, giúp chúng ta à, tiết kiệm được thời gian được chi phí nhưng mà ngược trở lại là cái chiều thông tin vậy thì có đảm bảo được cái thông tin của chúng ta hay không thì tôi cho rằng à, với cơ sở hạ tầng hiện nay với những gì mà à, luật giao dịch điện tử 2023 à, đưa ra thì tôi tin rằng sẽ đảm bảo được việc đó Tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì là à, lý do thứ nhất là gì À, giống như tôi chia sẻ là khi đã giao cho cơ quan chủ quản rồi, cơ quan chủ quản họ phải có trách nhiệm, họ xít lại cái hệ thống thông tin của họ làm sao đấy cái việc người dùng dùng một cách an toàn nhất. À, thứ hai là liên quan tới cái câu chuyện mà nếu như chúng ta tìm hiểu thì quý vị khán giả có thể à, xem ở chương 6 của luật giao dịch điện tử chúng ta đã có cơ sở pháp lý đầy đủ và ngoài ra thì chúng ta còn có à, những dịch vụ như là dịch vụ tin cậy, à, dịch vụ tin cậy đã xác thực cho chúng ta về về vấn đề về thời gian xác thực về chữ ký số điện tử và chúng ta cũng nhìn thấy này em xin thanh lâm dễ dàng nhìn thấy một điều là gì à, ví dụ trước đây chúng ta giao dịch thì chúng ta ký ký tay thì đúng không à, nhưng mà cái chữ ký tay thì rõ ràng là cái độ bảo mật nó sẽ kém hơn với chữ ký điện tử À, chữ ký tay thì dễ giả mạo hơn là chữ ký điện tử thứ hai đó là xác thực khuôn mặt xác thực khuôn mặt bằng máy thì nó sẽ uh, chắc chắn là nó sẽ, sẽ 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 tốt hơn là cái việc chúng ta xác thực bằng cái việc mắt thường ví dụ như hôm nay tôi mệt quá thì tôi nhìn có thể chưa chuẩn lắm nhưng mà máy thì không có cái việc đấy nên là tôi tin rằng cái giao dịch điện tử sẽ phát triển với luật giao dịch điện tử mới và cái thông tin của chúng ta vẫn được đảm bảo ngoài ra luật giao dịch điện tử vẫn cho cái quy định chúng ta có quyền lựa chọn mà chúng ta có quyền lựa chọn cái việc là có sử dụng dịch vụ đó hay không à, chúng ta sử dụng nếu chúng ta cảm thấy nó an toàn thì chúng ta sử dụng chứ không phải ở đây là ép buộc là tất cả chúng ta đều phải sử dụng mà chúng ta có quyền lựa chọn cái giao dịch nào nó an toàn cái cơ sở nào nó an toàn tin cậy thì chúng ta sử dụng à, thì tôi vẫn tin tưởng rằng à, luật giao dịch điện tử vừa đảm bảo được câu chuyện là phát triển à, kinh tế à, của Việt Nam vừa giải quyết được câu chuyện là đảm bảo cái bí mật về thông tin cá nhân. dạ Vâng. À, theo luật sư thì à, tính đến thời điểm này, Việt Nam của chúng ta đã có đầy đủ các công cụ à, để giao dịch điện tử thực sự hiệu quả và an toàn chưa? À, vâng. À, thực tế mà nói như tôi chia sẻ, à, cái công cụ để mà giao dịch à, điện tử và hiệu quả và an an toàn thì tôi cho rằng tính tới thời điểm hiện nay Việt Nam đã cơ sở cơ bản là à, đã hoàn thiện về các cơ quan nhà nước à, các bộ ngành cũng như là địa phương cũng như các doanh nghiệp đã lâu nay họ vẫn đang tích cực chuẩn bị à, thay đổi à, các cái dữ liệu à, chuyển từ dữ liệu giấy sang dữ liệu điện tử họ xây dựng các cơ sở hạ tầng của kỹ thuật điện tử đồng thời luật giao dịch điện tử đã quy định rõ hơn về các cái hành vi bị nghiêm cấm cũng như là có những dịch vụ như tôi chia sẻ đó là dịch vụ mới đó là dịch vụ tin cậy Đấy, dịch vụ mới là ngành nghề kinh doanh có điều kiện này sẽ xác thực cho chúng ta được về cái mốc thời gian xác định về chữ ký điện tử như vậy thì chúng ta hoàn toàn có cái đủ cái cơ sở hạ tầng để chúng ta thực hiện một cách các dịch vụ giao dịch điện tử một cách hiệu quả an toàn trên không gian mạng à. dạ vâng để luật đi vào thực tiễn và an toàn thì à, các tổ chức cá nhân cần chuẩn bị những gì ạ à, thực ra mà nói câu chuyện là gì đây là một vấn đề vấn đề lớn mang tính chất vĩ mô à, để mà luật được nhanh chóng đi vào cuộc sống thì à, phải có sự chung tay của đảng và nhà nước cũng như toàn thể nhân dân à, cụ thể nhất là gì đối với khía cạnh nhà nước thì phải thứ nhất là phải nhanh chóng ban hành các nghị định thông tư hướng dẫn cụ thể chi tiết luật giao dịch điện tử thứ hai là tăng cường việc phổ biến pháp luật à, bởi vì tại sao lại phải tăng cường phổ biến pháp luật vì à, cái luật giao dịch điện tử này là một luật nó hơi khó hiểu à, có nhiều từ ngữ chuyên ngành nên là bản thân ví dụ như người dân người ta xem vào người ta cũng thấy khó hiểu có những cái vấn đề họ chưa nắm hết à, tránh cái cách hiểu khác nhau khi mà đi vào thực tiễn thì tôi cho rằng à, cần tăng cường cái việc phổ biến à, pháp luật giống như à, đài của chúng ta đã thực hiện các chương trình như thế này để người dân hiểu rõ hơn về các cái quy định của pháp luật đến giao dịch điện tử à, thứ hai là khía cạnh của người dân doanh nghiệp thì người dân doanh nghiệp bản thân chắc chắn bây giờ chúng ta ở một cái xã hội số rồi một cái nền kinh tế số chúng ta không thể đưa mình ra khỏi cái xã hội này được chính vì vậy chúng ta cũng cần phải tìm hiểu à, kỹ những quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử à, liên quan đến việc à, các cái quy định về như thế nào là chữ ký số như thế nào là chữ ký điện tử như thế nào là hợp đồng điện tử à, như thế nào thì là những hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử à, và cơ quan nào quản lý trách nhiệm của người dân của cơ quan nhà nước tới đầu thì với cái việc nhà nước và người dân cùng chung tay làm như thế thì tôi rất tin tưởng rằng luật giao dịch điện tử sẽ sớm đi vào cuộc sống và giải quyết được những cái vướng mắc tồn tại hiện nay của xã hội. Dạ vâng xin cảm ơn luật sư. Dạ. À, vâng hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của luật sư Vũ Duy Nam thì cũng đã cung cấp cho quý khán giả thêm nhiều thông tin hữu ích và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt một lần nữa xin cảm ơn luật sư Vũ Duy Nam đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. À. Dạ vâng cảm ơn MC Thanh Lâm xin chào quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau